Bây giờ chúng ta sang một cái phần tiếp theo đấy là về khối. Thì ta nhớ rằng là cái khối này cũng là đống chí. Đống hoặc là khối. Thế thì nó giống như thủ tục chúng ta thấy là khi chúng ta có một cái số đồ ăn ấy, chúng ta hay dùng tay để chúng ta chọn cái quả nhất ấy. Cái quả nhất chính là nằm trên cái đỉnh của cái đống đó. Thì sau đó thì là những cái phần tự chọn hơn. Giống như khi ta thấy là giả sử là ăn cái mâm tròn Trung Quốc, đúng không? Mâm mình sẽ chọn kiểu gì chúng ta thấy là bắt hết tất cả quả to ấy. Sau đó cùng trở lại thì còn quả nhỏ. Bởi vì là chúng ta hay vun nó lên thành cái đống, và phần tử đầu tiên của đống đó thì là phần tử nhất. Khi bỏ thì nó ra ngoài rồi thì cái đống con của nó thì là vẫn là đỉnh, nó vẫn là phần tử nhất. Thì thuật toán nó sẽ được mô tả này. Khối là một cái nhị phân đặc biệt, nó khác với các cái cây nhị phân mà chúng ta đang nghiên cứu phải trước, đặc biệt là cây nhị phân tìm kiếm. Thì cây nhị phân tìm kiếm của ta là gì? Tức là các cái nút của cây con trái bao giờ cũng nhỏ hơn nút gốc, và các giá trị nút cây con phải lớn hơn nút gốc. Nhưng mà ở đây là gì? Tức là cái đống hay là gọi là cái khối thì là cái phần tử gốc bao giờ cũng lớn hơn các phần tử ở cây con trái và cây con phải, lấy khác nhau của đống và cây như vậy. Như vậy là khối là đầy đủ, nghĩa là các lá trên cây nằm nhiều nhất ở hai mức liên tiếp, và các nút lá ở mức dưới nằm ở vị trí bên trái nhất, nó dồn sang bên trái. Giá trị của mục dữ liệu trong một nút thì lớn hơn giá trị của những mục dữ liệu ở các con của nó, kể con trái và con phải. Bây giờ hình dung ra hình A đấy, đây là một cái khối. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là trong trường này là số 9 ấy là lớn hơn số 8 và số 4, đúng không ạ? Số 8 đây là nút gốc của cái con này lớn hơn với số 7 và số 1. Vậy là cái số 9 này lớn hơn số 4, số 4 này lớn hơn số 3. Nhưng mà đây chính là một cái khối hay gọi là một cái đống. Ở đây còn hai cái hình B và hình C. Thì tôi xin hỏi các em một câu, tức là tại sao như vậy là cái hình B không phải là một khối và hình C không phải là một khối? Đây em xin trả lời là hình B không là một khối vì nó vi phạm điều kiện đầy đủ. Có thiếu một lá, hai thiếu một nút con. Hình C không là một khối vì cái giá trị nút con còn lớn hơn giá trị nút trắng. Đây là cái câu trả lời của em đúng. Vì để trả lời câu này đúng ý, thì chúng ta sẽ xem một định nghĩa. Như vậy là cái hình B ấy không phải là một cái đống hay là một khối, là bởi vì nó không thỏa mãn cái điều kiện đầu tiên. Đấy không phải là một khối đầy đủ. Có nghĩa là trong cái nút mà có giá trị là 8 này thì nó không có cái con phải. Nhưng mà cái nút số 4 này đầy đủ, lại có cả cái con trái là 1 và 3. Như vậy là nó không thỏa mãn cái định nghĩa, cái phần thứ nhất của nghĩa. Cái hình C này không thỏa mãn cái điều kiện số 2, tức là các cái nút của cây con trái con phải thì nhỏ hơn cái nút gốc. Trong trường hợp ra ấy, là ta thấy là cái con ấy mà nó chỉ là 7 8 1 ấy, thì là 8 này lớn hơn so với 7. Như vậy là không thỏa mãn nghĩa thứ hai. Đặt một cái phần khối thì ta xác định là đây là chúng ta xác định một cái loại kiểu dữ liệu là element type. Trong đó thì là các phần tử của nó được thể hiện bằng cái mảng, và cái M là số nút trong cái khối đó. Một trong những giải pháp mà tốt nhất đối với hệ thống sắp xếp ấy là chúng ta phải vun đống. Và khi vun đống ấy là phần tử đầu tiên nó sẽ nằm ở trên đỉnh của cái khối đó. Sau đó sau khi nó bỏ vào đỉnh ra rồi thì chúng ta lại tiếp tục vun để chúng ta có một cái đống con. Đống con này tức là phần tử đỉnh vẫn là phần tử lớn thứ hai, và ta làm như vậy cho đến khi mà chúng ta thấy là cái số lượng nút chỉ có hai phần tử. Thì ta hình dung như này, đây là một cái cây, mà cái cây này nó không thỏa mãn điều kiện là khối. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là có phần tử số 10 này là phần tử như vậy là lớn hơn số 1. Vậy ta phải vun cái cây này để nó trở thành một đống. Thì khi vun là gì ạ? Khi vun này dùng như này, tức là ta lấy là cái số 10 này sẽ trượt lên để thay vị trí số 4, đúng không? Và số 4 phải trở lại vị trí. Thì khi số 4 trở lại vị trí, thứ nhất là gì ạ? Nó sẽ trở lại cái vị trí, thay vị trí số 10 của nó. Nhưng mà đến trường hợp là nếu như nằm ở vị trí số 10 thì nó vẫn không thỏa mãn điều kiện nó là một khối. Bởi vì sao? Bởi vì số 4 là nếu như nằm ở vị trí số 8 này thì nó vẫn gì ạ?
thì nó vẫn có giá trị là nhỏ hơn so với số 7. Cho nên ấy, là cái giải thuật này khi mà sắp xếp vốn đồng ấy, nó phải có rất nhiều bước. Ở đây chúng ta minh họa một cái điều, tức là việc vun một đống ấy để ta trước đã tạo ra nó đến là một cái cây chỉ phân hoàn chỉnh. Sau đó là các phần tử ở đúng gốc nó phải lớn hơn các cái giá trị của cái con trái và cái con phải. Thì ra nhìn đây thì thấy rằng là đây chính là một cái khối hay gọi là đống, bởi vì các phần tử của nó là thỏa mãn là đúng ở gốc bao giờ cũng lớn hơn phần tử với cái con trái con phải. Đồng thời đây là một cái cây nhị phân hoàn chỉnh.